chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Xe máy Thành Tâm. Thì hôm nay mình vừa chốt với bạn được một chiếc Vario 125. Thì để mình trao đổi với bạn một số để xem ý kiến của bạn khi mà mua xe tại cửa hàng mình như thế nào nha. Chào em, không biết là em tên gì và đến từ đâu ha? Dạ em tên này em tên Vĩ, em đến từ thành phố Vĩnh Long. À bạn Vĩ đến từ Vĩnh Long nha. Thì không biết là Vĩ biết tới cửa hàng của anh thông qua kênh nào ha? Facebook, Zalo hay là TikTok hay là ở đâu? Thì thường là mình chơi TikTok nên mình biết anh qua TikTok. À bạn biết mình qua TikTok nha các bạn. Thì kênh TikTok của mình là xe máy thành tâm.com á. Ở trên đó thì mình cập nhật xe và đăng rất nhiều xe trên đó luôn. Các bạn cũng có thể theo dõi mình trên đó nha. Còn em có biết kênh YouTube của cửa hàng chưa ta? Dạ em biết ạ. À thì vậy là tối nay về mình sẽ thấy clip của mình ở trên YouTube đó. Dạ. À khi em mua xe ở cửa hàng á thì em thấy là các bạn nhân viên tư vấn em có nhiệt tình không? Hay là có em có thấy là mắc cái chỗ nào không? À thì về cái phần mà tư vấn thì mấy anh em và mấy nhân viên ở đây rất là nhiệt tình. Okay. Và tư vấn rất là kỹ càng về xe như thế nào và rất là tận tình chăm sóc mình. Đúng rồi. À thì còn về xe đi, em thấy xe ở cửa hàng anh bán sao? Xe em cảm nhận như thế nào? Có giống với hình ảnh mà mấy bạn đã gửi cho em xem không? Dạ rất là giống ạ. Xe này mình xem thì rất là ok và mình mấy anh chị đã chúng cho chạy thử. Thì xe máy móc động cơ rất là ok. Ừ. Xe bên anh sẽ bao máy móc zin hết nha. Dạ. À, xe thì anh sẽ bảo hành cho em động cơ 6 tháng nè, ắc quy 3 tháng. Dạ. Và có tặng thêm một số quà tặng nữa nha các bạn, như kính nè, nón và thảm. Và đặc biệt á, với xe tay ga thì anh sẽ vệ sinh nồi và lọc gió cho em miễn phí trọn đời luôn. Dạ. Ok. À, vậy là thủ tục cũng xong hết rồi đúng không ta? Dạ đúng rồi. Vậy để anh nhờ bạn dẫn xe xuống cho em về luôn ha. Ok. Rồi. À, nhờ bạn đi dẫn xe xuống. Rồi, mình sẽ tặng bạn một nón bảo hiểm luôn nha các bạn. Chưa có làm tiếp chúng. Thì bạn cũng đã hoàn tất thủ tục hồ sơ và chạy xe về nha các bạn. Xe thì mình sẽ bảo hành động cơ 6 tháng và ắc quy 3 tháng luôn. Vario này mình còn rất nhiều màu, các bạn đang tìm màu sắc nào, dòng xe nào thì cứ liên hệ với mình nha. Ok, cảm ơn các bạn.